làm gì chán gặp cứ chạy nào lên nó xem cái trời này cái tắm nhóm gì trời bận ngáo thấy gì đâu mà không băng mà từng con một biết cái bà biết không mở cửa phòng cái lấy cái mùng á văng gì nè văng trên mày bò vô chống mày nằm là mày nghe thật mày quạt như không mà chấm chơi chấm chắc à chịu không nổi cái nó ra cha thắng mới lạnh đi là hết lực mới lớn là cha nó nói vậy đó cha biết sao hết lực không ai dạy nó cái hỏi sao cái cha cắn mới lạnh đi là hết lực rồi cái cha nó cười với nó nói tôi không có suối nha con không có dạy nha mà nó nói vậy đó cái con cười cha nó cũng cười mỏng mỏng cái gắn bởi vì ấy nhà tao cái cửa sổ như vậy á mà mày thấy gió mày thấy ha mày nhòm ngay cái chỗ là gió vô mắt liền mà nằm xuống nó hồi chịu con nhớ con đứng ngay cửa sổ là gió lồng lộng luôn mà ừ, vô vậy mà vô nằm xuống rồi nó nực trời ơi thôi cái bà biết không? Hai cái quạt tống về không á mà không nghe má tên bà giàu thỉnh thỉnh nhà bà nội không có cái nào gắn cho bà nội không có nhà con có một cái sao còn cha nó gắn lên rồi mày đợi ông bạn của ông đem dây lên mình gắn khỏi tốn tiền nó dây kiểu như bạn cũng sửa máy lạnh đó giờ hai ba bữa sau mới có cái đầu đâu có tầng sao cái bà nội qua cái dắt chỗ khe bà nội nghe mát không mà chưa có cây chưa có điện mà mát không gì ai lên cái điện thoại cái bà mười lên nhà của má như này cái điện thoại thấy hình đó tới con tắt rồi chứ mẹ không khe máy lạnh dâu của bà chị Tư Hùng con cậu ba đó ừ. Là con bỗng dứt ngang cửa cậu ba đó có một thằng con hay gì à thằng cái nay luôn một thằng con mà hỏi nó bị tai nạn xe chết bây giờ cỡ 3 tuổi bà này chứ không có nhỏ đâu để có bầu đẻ mà ra đứa con gái bây giờ gần đẻ mà la ồ và mệt còn chết là hồi xưa có bầu mệt mà giờ mà con chết ráng để đẻ thì nó giống như con nhỏ con của bà điện cái này nè thằng kia chết rồi nó để đẻ đứa nhỏ gì đó là cũng tuổi lớn lắm có một đứa mà nó hay lắm mà ta nói ai số ai nó hưởng nó gòi giờ không ai nhận được nhưng Úc bà lớn tuổi rồi sao đẻ mày cũng ai đẻ cũng ớn lắm chứ bộ này con chưa kìa tưởng ai làm sao ai mày thấy đùi nó này đứa nào mà đùi bằng cái bự con không chứ dân này đâu có đứa nào bữa nay bữa nay tròn tròn nào mà thấy cái nhỏ đó đứa lớn bự con đùi bằng cái cha mẹ nó có nhỏ rồi mà sợ thì biết rồi tại mỗi lần chơi nó ớn thôi chứ nè cái này ngay à cặp cán hết hồn cặp cán không này năm tới gửi đi nguyên ngày nó cho ấy mẹ sấy là vậy con quá ừ, đúng ngày sấy hình ảnh luôn có vợ có nhà bà nội nó thì nó còn ngủ ghê ở nhà ngủ ơi tụt cưng hết sức rồi gửi nguyên ngày tháng năm trăm mấy nghe ra cho ăn uống cho tắm rửa chiều tắm giờ ngon lắm mà tính đi thăm mà thôi trễ rồi mấy bà mấy ký nói là bà ký mốt tính đi thăm mà chưa thăm được tính đã chạy thăm mình mới bắn gì này cái má nói thôi con cái là đừng thôi mày đi thăm ông tám thì về dán luôn đi rồi bữa nào chứ thăm nói chứ thôi ra ngoài bữa nay là nói rồi bữa nay là chị ngày lên nhập chiếc cái tao gặp chị đi ngay ngon rồi đâu mà tao không vô được cưng quá rồi cả điều thấy ở đây là thứ hai là đói đó nghe nói ra ngoài phòng bà vụ để xong có dịch vụ nằm liền 3 kg mốt ừ qua tôi về tôi bớt hỏi giờ chứ nhìn là sao ăn không ngon rồi kìa.
mua hồi sáng mà ăn có mấy mấy muỗng mà còn nhiêu đây đó, nhả tội còn đây đó đây này rồi về hồi nãy ói ra hết rồi hỏi nữa thì đó về nãy mới thành tiền rồi còn chịu qua tối cũng ói rồi đâu có ăn gì đâu buồn mấy ngày rồi uống thuốc rồi mà tối ói rồi kêu ảnh uống thuốc cả nó thôi mệt để nằm lắm có sức cần uống thuốc nó mạnh ăn có sáng gì thì chở chị bảy qua thôi em dạ không đi mà đi bán thì chạy đi mua ăn đi khám mẹ đi ở lúc tới này cái lúc viêm họng nó nóng cũng lên cái sốt luôn siêu âm cảnh kêu nó khám được coi dụng một cái cảnh rồi mới thấy hai người mẹ con mới về ông làm mới đây rồi mới đây đi ông ơi đi luôn đi sẵn đi xe đi đến đường chở hồi đó đâu có mà nhứt hai cộng cái cổ rồi đây nè không biết viêm son hay là gì. Ông nội nuôi rồi cảm ơn con nha.